xa bên gái anh nói cũng cười thật tươi. Ngày xem màu hoa lá quê màu người, muôn sầu hy vọng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xuân lứa lại vui. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên dài lâu. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Hát xong ta hát cô về quê, ta hát khúc xuân vầy cho mấy người trời nghe. Bà hai ta nói với thầy Tam, tôi tân ai năm mà này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tân cho rồi tôi với anh đi làm xui. Ông xui đã nói với bà xui, dâu với dễ hiền xin lứa lại vừa đôi. Ngày hôm nay tiệc sắp nhó nó xong mà rồi. Nếu thiệt vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đáng chính thức đưa người coi nhận ra trước hàng ghế danh dự. Xin quý vị nổ một tràng pháo tay thân đông nhất để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, xin trân trọng. Vâng, kính thưa quý khách của gia đình kính mến, thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay sum họp chúc mai tình trong khoảnh khắc nghĩa dài trăm năm. Xin mời cô dâu và chú rể an toàn. Cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm và kính thưa quý khách của gia đình kính mến, thưa quý vị, thưa các bạn, và để tiếp tục chương trình, con là chương trình trân trọng giới thiệu và kính mời hai bà thông gia. Ô vui quá xa là vui, ô vui quá xa là vui, ô vui quá xa bà con ơi. Vâng, xin mời hai bà chúng ta sẽ tiến về phía trước sân khấu. Sao non màu son áo màu vàng ơi, bà con đến xem mùa cưới chân hai cong tay dừa lâu mới. Vâng, xin mời hai bà tiếp tục quay đón cho người con dâu của mình. Kính thưa quý khách của gia đình kính mến, thưa quý vị, thưa các bạn, đón này thì xem nắng xem mưa, xem cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Đón này xem nắng xem mưa và xem ra ngoài tiếng thưa quý vị về. Và chú rể an toàn. Kính thưa quý khách của gia đình kính mến, quý vị anh chị các bạn đang hân hoan trong chương trình lễ hôm cùi chúc mừng phúc chào năm cho đôi bạn trẻ lên đưa chồng vào hôm nay. Một lần nữa thay lời cho gia đình ông Bảo Thám và gia đình ông Bảo Tịnh, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau nâng cốc trà và chúng ta tiếp tục chứng kiến trọn vẹn của lễ hôm cùi chúc mừng phúc chào năm cho đôi bạn trẻ hôm nay. Và kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay là nhận lời mời của gia đình và nhận được cánh thiệp hồng trao tay thắm tình của cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị, thưa các bạn, Hoài Hương có được ngày hôm nay là cũng nhờ ơn cha mẹ bao ngày dẫn tôi từ lời ru dòng sữa ngọt ngào đi qua đời mẹ chảy vào hồn con. Và kể từ khi cất tiếng khóc chào đời bên gia đình ông Bảo Thám, Hoài Hương luôn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Và ngày hôm nay cô lớn trưởng thành đi xây dựng gia đình. Trước lúc hạnh phúc nhất này thì bố mẹ có chút bị nhập phẩm và có gửi tới hai con, cũng như mong rằng hai con luôn có một cuộc sống thật vợ thân chồng và trăm năm hạnh phúc. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thân đông nhiệt nữa để chúc mừng đến cô dâu và chú rể ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Vâng, và thay lời cho cô dâu và chú rể thì xin cảm ơn bố mẹ rất nhiều và kính chúc bố mẹ luôn có một sức khỏe dồi dào và một cuộc sống tươi vui hạnh phúc. Luôn có một cuộc sống hạnh phúc. Trong ngày vui hôm nay cũng có một chút kỷ niệm thực phẩm có gửi tới hai cháu, xin mời ông bà nội. Vâng, xin mời ông bà Hoàng sẽ trở về hàng ghế dành riêng của mình. Xin mời ông bà nội của Hoài Thương đã lên sau cái nhận phẩm cho người cháu yêu quý của mình. Vâng, xin mời phóng viên Ngọc Thịnh sẽ ghi lại giây phút quan trọng nhất của cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì ông bà nội với một chút tình cảm gửi đến người cháu của mình và chúc cho hai cháu là trăm năm tình duyên mãn, bạc đầu nghĩa phụ thề. Vâng, theo lời cho cô dâu và chú rể thì xin cảm ơn ông bà nội và chúc ông bà luôn có một sức khỏe dồi dào, cuộc sống yên vui. Và tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin giới thiệu là bà ngoại của cô dâu Hoài Thương. Trong ngày vui hôm nay thì cũng có một chút kỷ niệm phẩm gửi tới hai cháu của mình. Xin mời bà ngoại. Vâng, kính thưa quý khách của gia đình, kính mến thưa quý vị, thưa các bạn, vậy là cả một cuộc đời hạnh phúc tiết kiệm. Và ngày hôm nay thì người cháu gái của mình lên xe hoa theo chồng thì bà cũng có một chút tình cảm gửi đến cháu. Vâng, thay lời cho cô dâu và chú rể thì cảm ơn bà ngoại rất nhiều. Chúc bà luôn có một sức khỏe dồi dào. Vâng, và người vợ của anh Dũng sẽ lên đại diện. Vâng, kính thưa khách của gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.